Chào mừng anh chị đến với khóa học các bộ sản phẩm kiểm soát cân nặng BodyKey thuộc dự án BodyKey Easy của công ty Amway Việt Nam. Như anh chị đã biết, BodyKey là giải pháp kiểm soát cân nặng toàn diện và cá nhân hóa đến từ thương hiệu Nutrilite, nhãn hiệu thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, vitamin và thực phẩm bảo vệ sức khỏe bán chạy số 1 thế giới hơn 10 năm qua theo số liệu của Euromonitor năm 2019. Và dựa trên các nghiên cứu khoa học của Viện Dinh dưỡng Nutrilite, giải pháp BodyKey cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng giúp người sử dụng kiểm soát cân nặng một cách hiệu quả và làm chủ vóc dáng lý tưởng. Công ty Amway Việt Nam đã phát triển 3 bộ sản phẩm BodyKey tương ứng với các giai đoạn thời gian kiểm soát cân nặng tương ứng là 15 ngày, 30 ngày và 60 ngày. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn các bộ sản phẩm kiểm soát cân nặng BodyKey các anh chị nhé! Bộ đầu tiên là BodyKey dễ dàng. Trong bộ sản phẩm BodyKey dễ dàng bao gồm các sản phẩm: một thực phẩm bổ sung BodyKey by Nutrilite, hai thực phẩm bổ sung Nutrilite All Land Protein Powder và một thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Chewable Fiber Plan sử dụng trong 15 ngày sẽ giúp cho nhà phân phối kinh doanh dễ dàng cùng BodyKey. Đối với bộ sản phẩm BodyKey này, các anh chị có thể lựa chọn bộ BodyKey dễ dàng 1 hoặc 2 tùy thuộc vào việc có sử dụng đồng hồ InBody đi kèm hay không. Các anh chị có thể tham khảo cách sử dụng bộ sản phẩm BodyKey dễ dàng mỗi ngày như thông tin bên cạnh. Và tùy theo nhu cầu, các anh chị có thể tăng thêm việc sử dụng thực phẩm bổ sung BodyKey by Nutrilite, thực phẩm bổ sung Nutrilite All Land Protein Powder. Còn đối với các sản phẩm khác, có thể sử dụng đến liều tối đa trong ngày theo hướng dẫn trên nhãn. Bộ thứ hai đó là BodyKey cơ bản. Trong bộ sản phẩm BodyKey cơ bản bao gồm các sản phẩm: hai thực phẩm bổ sung BodyKey by Nutrilite, hai thực phẩm bổ sung Nutrilite All Plant Protein Powder, hai thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Chewable Fiber Plan, một thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Semen Omega 3, một thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Double X sử dụng trong 30 ngày và giúp cung cấp đầy đủ các dinh dưỡng cơ bản cho đối tượng kiểm soát cân nặng. Và đối với bộ sản phẩm BodyKey này, các anh chị cũng có hai lựa chọn là BodyKey cơ bản 1 hoặc 2 tùy thuộc vào các anh chị có sử dụng đồng hồ InBody đi kèm hay không. Và các anh chị cũng có thể tham khảo cách sử dụng bộ BodyKey cơ bản trong mỗi ngày theo thông tin minh họa. Tùy theo nhu cầu, các anh chị có thể sử dụng thêm thực phẩm bổ sung BodyKey by Nutrilite, thực phẩm bổ sung Nutrilite All Land Protein Powder. Còn đối với các sản phẩm khác, có thể sử dụng đến liều tối đa trong ngày theo hướng dẫn trên nhãn. Và bộ cuối cùng đó là BodyKey toàn diện. Trong bộ sản phẩm BodyKey toàn diện bao gồm các sản phẩm: 4 thực phẩm bổ sung BodyKey by Nutrilite, 4 thực phẩm bổ sung Nutrilite All Land Protein Powder, 4 thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Chewable Fiber Plan, 1 thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Salmon Omega 3, 2 thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Double X, 1 thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Cream Team và 1 thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite CB Plus sử dụng trong 60 ngày. Bên cạnh việc cân bằng các dinh dưỡng cơ bản thì còn có các sản phẩm giúp cho quá trình kiểm soát cân nặng của anh chị diễn ra toàn diện hơn. Và trong bộ sản phẩm BodyKey này, các anh chị cũng có hai lựa chọn, đó là BodyKey toàn diện 1 và 2 tùy thuộc vào các anh chị có sử dụng đồng hồ InBody đi kèm hay không. Và các anh chị có thể tham khảo cách sử dụng bộ sản phẩm BodyKey toàn diện trong mỗi ngày theo thông tin minh họa. Và tùy theo nhu cầu, các anh chị có thể sử dụng thêm thực phẩm bổ sung BodyKey by Nutrilite, thực phẩm bổ sung Nutrilite All Land Protein Powder. Và đối với các sản phẩm khác thì các anh chị có thể tùy chỉnh liều sử dụng lên đến tối đa trong ngày theo hướng dẫn trên nhãn. Bên cạnh 3 bộ sản phẩm kiểm soát cân nặng BodyKey chính, tùy thuộc vào các nhu cầu, các anh chị có thể sử dụng thêm các sản phẩm khuyến nghị khác để hỗ trợ việc kiểm soát cân nặng, cụ thể như sau. Đối với người luyện tập thể dục với cường độ cao, có thể cân nhắc sử dụng thêm sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Hot Health CoQ10. Bởi vì việc luyện tập thể dục có thể bị hạn chế bởi stress oxy hóa và rối loạn chức năng của ti thể. CoQ10 giúp làm giảm sự nguy hại của stress oxy hóa thông qua khả năng chống oxy hóa, cũng như tham gia thúc đẩy sản sinh năng lượng cho cơ hoạt động trong quá trình luyện tập, giúp cải thiện khả năng luyện tập và giảm sự mệt mỏi. Đối với các đối tượng kiểm soát cân nặng không bổ sung đủ vitamin B trong chế độ ăn hàng ngày, người kiểm soát cân nặng thực hiện chế độ ăn chay, không sử dụng động vật, có xu hướng thiếu hụt vitamin B12. Người già lớn tuổi suy giảm trao đổi chất và kém hấp thu dinh dưỡng cần kiểm soát cân nặng,
có thể cân nhắc sử dụng thêm sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Natural B Complex, bởi vì vitamin B sẽ hỗ trợ chức năng trao đổi chất, giúp chuyển hóa các chất dinh dưỡng, bột đường, chất béo và protein thành năng lượng thay vì dự trữ chúng dưới dạng mỡ. Các nghiên cứu được thử nghiệm cho thấy vitamin B12 còn có tác dụng tác động đến mỡ cơ thể và trao đổi chất. Vitamin B, đặc biệt là B6, B9 và B12, rất cần thiết cho việc tăng cơ và phục hồi cơ, thông qua việc tăng cường lưu lượng máu và dinh dưỡng protein cho tế bào cơ. Đối với người kiểm soát cân nặng, mất cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột, có thể cân nhắc sử dụng thêm sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Probiotic. Bởi vì các nghiên cứu cho thấy cân bằng hệ vi sinh đường ruột đóng vai trò rất quan trọng trong việc kiểm soát cân nặng. Một số loại probiotic giúp hạn chế sự hấp thu chất béo, từ đó giảm năng lượng nạp vào. Probiotic còn sản sinh ra một số hormone làm giảm sự thèm ăn. Probiotic gia tăng protein liên quan đến điều hòa chất béo, giúp làm giảm tích mỡ trong cơ thể. Probiotic còn giúp làm giảm viêm, ngăn ngừa béo phì và các bệnh lý khác. Đối với người thực hiện giảm cân hay thèm ăn chất bột đường, thèm ngọt, người có chế độ ăn nhiều bột đường, thức ăn nhanh thì có thể cân nhắc sử dụng thêm sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite CB Plus. Đối với người nhiều mỡ thừa lâu năm khó giảm, người mong muốn giảm mỡ bụng có thể cân nhắc sử dụng thêm sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nutrilite Green Dream. Vừa rồi chúng ta đã tìm hiểu về các kiến thức trong khóa học các bộ sản phẩm kiểm soát cân nặng Body Key. Cảm ơn các anh chị đã hoàn thành khóa học.